tiếp nối thành công trong hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016. Năm 2017, đề ra kế hoạch tiếp tục ghi dấu những bước phát triển mạnh mẽ và bền vững của tập đoàn FLC trên nhiều khía cạnh: nhân lực, nguồn vốn, tài sản, thương hiệu, doanh thu và lợi nhuận. Những bước phát triển này gắn liền với lĩnh vực đầu tư, kinh doanh bất động sản, vốn là hoạt động nòng cốt của tập đoàn. Năm 2016, tập đoàn tiếp tục đẩy mạnh triển khai các dự án bất động sản nhà ở trên địa bàn Hà Nội, đưa vào hoạt động và đầu tư mới các dự án quần thể du lịch nghỉ dưỡng tại nhiều tỉnh thành trên cả nước. Điểm nhấn trong mảng hoạt động này là việc khánh thành dự án quần thể du lịch nghỉ dưỡng FLC Quy Nhơn vào tháng 7 năm 2016. Dự án có tổng mức đầu tư 7.000 tỷ đồng, quy mô 1.300 ha. Với FLC Quy Nhơn, tập đoàn tiếp tục ghi dấu ấn về tiến độ xây dựng với sân golf được thi công trong vòng 5 tháng, nhanh nhất thế giới. FLC Quy Nhơn bao gồm 1.500 phòng khách sạn và biệt thự nghỉ dưỡng, sân golf 36 hố, trung tâm hội nghị quốc tế 1.500 chỗ, công viên động vật hoang dã, khu du lịch sinh thái biển và nhiều hạng mục tiện ích khác. Khách sạn FLC Luxury Hotel Quy Nhơn được tạp chí Property Report bình chọn có thiết kế kiến trúc độc đáo nhất Việt Nam năm 2016 và sân golf FLC Quy Nhơn Golf Links được đánh giá đẹp top 3 châu Á. FLC Quy Nhơn đã góp phần xác lập Bình Định ở vị thế mới trên bản đồ du lịch trong nước và quốc tế. Kể từ khi khai trương, quần thể đã thu hút hàng vạn lượt du khách, tổ chức nhiều sự kiện văn hóa thể thao tầm cỡ quốc gia như đêm nhạc Thanh Tùng, live show Đàm Vĩnh Hưng và giải golf lớn nhất Việt Nam FLC Golf Championship 2016 với sự tham dự của gần 800 golfer. Bên cạnh FLC Quy Nhơn, tập đoàn tiếp tục triển khai dự án quần thể du lịch nghỉ dưỡng FLC Vĩnh Phúc với tổng mức đầu tư trên 5.000 tỷ đồng. Dự án đã khai trương giai đoạn 1 tháng 3 năm 2016. Toàn bộ quần thể với diện tích hơn 250 ha sẽ được khánh thành trong năm 2018. Tại Quảng Ninh, tập đoàn đang triển khai thi công dự án quần thể du lịch nghỉ dưỡng FLC Hạ Long có quy mô trên 200 ha, tổng mức đầu tư 3.400 tỷ đồng. Dự kiến sân golf và các hạng mục đầu tiên sẽ đi vào hoạt động từ quý 3 năm 2017. Tại Quảng Bình, tập đoàn sẽ tiếp tục triển khai dự án quần thể du lịch nghỉ dưỡng có quy mô diện tích gần 2.000 ha, tổng mức đầu tư 4.800 tỷ đồng. Trước đó, trong năm 2015, tập đoàn đã khánh thành quần thể du lịch nghỉ dưỡng FLC Sầm Sơn có quy mô gần 300 ha, tổng mức đầu tư 6.000 tỷ đồng, lớn nhất khu vực Bắc Trung Bộ, góp phần thay đổi diện mạo du lịch xứ Thanh. FLC Sầm Sơn sở hữu nhiều kỷ lục và giải thưởng bất động sản du lịch như resort có nhiều bể bơi nhất Việt Nam, resort có bể bơi nước mặn lớn nhất Việt Nam, quần thể du lịch nghỉ dưỡng có kiến trúc đẹp nhất Việt Nam năm 2016. Cùng với dự án quần thể du lịch nghỉ dưỡng FLC Đồ Sơn, thành phố Hải Phòng, quy mô 500 ha, tổng mức đầu tư 5.300 tỷ đồng sẽ được triển khai trong thời gian tới. FLC đang sở hữu chuỗi 6 resort lớn, trở thành tập đoàn đầu tư hàng đầu Việt Nam trong lĩnh vực nghỉ dưỡng sân golf. Ngoài bất động sản nhà ở và du lịch nghỉ dưỡng, tập đoàn cũng đầu tư trên các lĩnh vực khu công nghiệp và nông nghiệp công nghệ cao. Tiêu biểu là dự án khu công nghiệp FLC Hoàng Long tại Thanh Hóa với tổng mức đầu tư 2.300 tỷ đồng. Với hàng loạt dự án đã và đang được triển khai, tổng mức đầu tư bất động sản của tập đoàn được Savills, một công ty bất động sản quốc tế, định giá vượt ngưỡng 3 tỷ đô la Mỹ. Bên cạnh mảng hoạt động chính là đầu tư kinh doanh bất động sản, các hoạt động khác của tập đoàn như xây dựng, du lịch, lữ hành, phân phối hàng tiêu dùng, đào tạo, xuất khẩu lao động, y tế, công nghệ, nông dược cũng khởi sắc. Các mảng hoạt động này tiếp tục bổ trợ cho hoạt động chính và đóng góp tích cực vào kết quả kinh doanh chung của tập đoàn. Từ những dự án được triển khai đồng loạt với tiến độ thần tốc, đảm bảo chất lượng và hiệu quả, thương hiệu FLC tiếp tục khẳng định được chỗ đứng vững chắc trên thị trường. Các sự kiện khởi công, khai trương, mở bán dự án của tập đoàn luôn thu hút được sự quan tâm của đông đảo nhà đầu tư và khách hàng. Tập đoàn đã được tổ chức Vietnam Report bình chọn là một trong hai chủ đầu tư bất động sản uy tín nhất Việt Nam năm 2016. Trên thị trường chứng khoán, tập đoàn tiếp tục là doanh nghiệp niêm yết thu hút các nhà đầu tư trong và ngoài nước, được Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận có đóng góp tích cực cho sự phát triển của thị trường chứng khoán Việt Nam. Cổ phiếu FLC giữ vững là mã có thanh khoản lớn nhất thị trường, duy trì trong nhóm cổ phiếu tính chỉ số VN30. Những dự án được triển khai thần tốc, hiệu quả, thương hiệu được khẳng định là kết quả từ sự minh bạch và giữ uy tín với cổ đông, được cổ đông, nhà đầu tư tin tưởng đồng hành. Năm 2016, tập đoàn đã tăng vốn chủ sở hữu lên gần 7.000 tỷ đồng,
qua đó tạo nền tảng tài chính vững chắc cho các hoạt động đầu tư và sản xuất kinh doanh. Tính đến đầu tháng 11, tập đoàn đã hoàn thành kế hoạch lợi nhuận mà Đại hội đồng cổ đông giao là 1.200 tỷ đồng. Doanh thu đến quý 3 năm 2016 đạt 4.708 tỷ đồng, tăng 40% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt 565 tỷ đồng, tăng 38% so với cùng kỳ năm trước. Song song với tăng trưởng về tài sản và kết quả kinh doanh, tập đoàn cũng đã thu hút được hàng nghìn lao động, đặc biệt là đội ngũ cán bộ quản lý, kỹ sư có trình độ chuyên môn cao, giàu kinh nghiệm, tâm huyết với nghề. Đến nay, tổng số cán bộ công nhân viên tập đoàn đã lên đến trên 5.000 người. Năm 2017, tập đoàn tiếp tục thi công và bàn giao các dự án nhà ở: tháp đôi FLC Twin Towers 265 Cầu Giấy, FLC Complex 36 Phạm Hùng, FLC Star Tower Hà Đông, FLC Garden City Đại Mỗ, FLC Green Home 18 Phạm Hùng, FLC Eco House Long Biên, FLC Sea Tower Quy Nhơn, các khu biệt thự liền kề tại Thanh Hóa, Quảng Ninh và Bình Định. Trong năm 2016, FLC đã và đang cung ứng ra thị trường hơn 4.500 căn hộ chung cư, gần 1.000 lô biệt thự và liền kề, hơn 1.000 căn hộ khách sạn và biệt thự nghỉ dưỡng, bán và cho thuê gần 100.000 m2 diện tích văn phòng và trung tâm thương mại, tiếp tục khai thác dịch vụ du lịch nghỉ dưỡng tại hai quần thể FLC Sầm Sơn và FLC Quy Nhơn. Năm 2017, FLC sẽ tiếp tục hoàn thành những mục tiêu đề ra, đưa tập đoàn tiếp tục bước lên tầm cao mới với tinh thần vững niềm tin, bền ý chí,